Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nha. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 25 tháng 1 năm 2020. Thì trên màn hình quý vị, hiện tại chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng. Bộ sản phẩm chúng tôi làm sử dụng chất liệu gỗ Mita, 100% là chất liệu gỗ Mita. Thì sản phẩm này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của khách hàng ở tại khu di tích lịch sử Đền Hùng Phú Thọ, cũng cùng tỉnh, cách xa cơ sở đồ gỗ Tùng Tám chừng 40 km. Đây, trước mặt quý vị là chiếc đoạn dài của bộ ghế đây. Mẫu ghế Tần Thủy Hoàng thì là khá là quen thuộc với chúng ta rồi. Tuy nhiên là chất liệu gỗ mít thì là tôi có giới thiệu một vài bộ. Gỗ mít thì hiện nay là khá là đắt đỏ do là nó khan hiếm, cũng như là không có cây gỗ to nữa. Nhưng là để tìm những gỗ để làm những bộ ghế như này thì là hiện tại là rất là khó quý vị nhé. Ở Phú Thọ thì là khách hàng cũng như là sử dụng gỗ mít rất là nhiều, vào đóng đồ thờ rồi bàn ghế, đồ nội thất. Khách hàng rất là ưa chuộng chất liệu gỗ mít này. Chất gỗ thì là chắc và bền, không mối mọt, cong vênh theo thời gian. Đây là dáng ghế, quý vị thấy dáng ghế rất là đẹp. Chúng tôi làm cong uốn dẻo, tay cong. Phần trương là được đục rơi quý vị nhé. Phần trương là được đục rơi. Còn bên dưới này thì những hoa văn triện, hồng chí. Sản phẩm của chúng tôi đã hoàn thiện là BU bóng rồi quý vị nhé. Chúng tôi làm rất là kỹ, sờ má tay luôn. Tại phía bên này là chiếc ghế nhỏ thứ hai. Rất là đẹp. Gỗ thì là lục lạc 100%, là không có rác. Đó, mọi người có nhu cầu thì có liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 86 nhé. Cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của bộ sản phẩm bên dưới phần mô tả website đồ gỗ Tùng Tám .com để mọi người có thể xem được chi tiết hình ảnh của sản phẩm. Thì video tôi quay trực tiếp tại xưởng sản xuất của cơ sở chúng tôi. Hôm nay là cũng là ngày 28 âm lịch rồi, sắp đến Tết Nguyên Đán 2020 rồi. Thì thay mặt cơ sở đồ gỗ Tùng Tám thì chúng tôi xin gửi lời kính chúc đến quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều niềm vui và tràn đầy sức khỏe. Xin chào mọi người nhé, mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi được những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn.